Lucian à? Đây, hai mẹ con đã tới Monroe rồi nha. Con mỗi người một giường. Không theo nha. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ quay video clip là mình từ phi trường Tampa, mình sẽ bay đi Atlanta. Sau khi đi Atlanta mình sẽ bay đi Monroe. Cả nhà theo chân mình nhé. Hôm nay hai mẹ con sẽ đến thành phố Monroe để tham dự một ngày meeting là Accepting Student Day for Medical School for Harley. Phi trường Tampa là International Airport, sẽ có 4 terminal. Tùy chuyến bay nào, hãng nào thì sẽ tới terminal đó. Mình nhìn vào cái size màu đỏ hoặc size màu xanh là sẽ biết cho mình biết là mình sẽ đến terminal nào để đợi chuyến bay nhé. Trước khi mình muốn tới terminal là mình phải đi xách thầu. Xách thầu sẽ dẫn mình tới terminal nào đó. Rồi lúc đó mình đi bộ tới cổng và tới hãng máy bay đó nha. Phi trường Tampa đó là lúc nào họ cũng upgrade những cái terminal, cái nào mà cũ là họ sửa lại, nên phi trường lúc nào nhìn cũng mới và sạch sẽ hết nha. Rất là mới, sạch sẽ, khang trang. Máy bay của mình nó đã arrive rồi nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị để bay. Phi trường Atlanta là phi trường lớn nhất của nước Mỹ.
phi trường Atlanta rất là lớn nha, là phi trường lớn nhất của năm chục tiểu bang nước Mỹ, phi trường rất là lớn. Nhưng mà cái hệ thống mà những cái terminal đó rất là dễ tìm, có thêm của mình xuống đây hả con? Đi EF rất là dễ tìm, chỉ đi xách tàu đường thẳng rồi cái xuống cổng để connection fly. rental car này nó cho chiếc xe mới cảo, mới có 661 mai hà nha. Chiếc xe mới cảo luôn. Mới cảo luôn rồi. Welcome to Monroe. Bây giờ vô check in hotel. Ôi ôi nó mệt quá trời mệt luôn. Tới Monroe rồi nha. Tối nay ở khách sạn này đây. Hai mẹ con bây giờ vô check in hotel. Tối nay ở khách sạn Place Suite by Marriott, check in hotel. Rồi xong hai mẹ con lội bộ qua Applebee bên kia ăn tối. Còn ở bên đây là mall nha, this the mall over there. Mới vừa tới Monroe xong check in hotel nha. Hotel này là nguyên cái suite luôn. Cái này hotel tối nay ở là free nha. Nè có tủ lạnh. Có tủ lạnh, tủ lạnh, có sinh, có bếp, có mai cụ quê, có tủ để chén, ly, đây, hai mẹ con mỗi người một cái giường, đây, này là phi, theo này tối nay ở đâu có tốn tiền, đây little bathroom, so clean, I like it, this is a brand new hotel nha. Theo mới cảo luôn á. Đây hai mẹ con đã tới Monroe rồi nha, mới check in hotel xong. Thì hotel này là nguyên một cái suite luôn, là nó có microwave, nó có microwave, nó có bếp, có máy pha cà phê, có kitchen rửa chén, có tủ, tủ có chén, chén ly, dưới đây có nồi. Có nồi, có máy rửa chén, có máy rửa chén, có tủ lạnh, tủ lạnh, hai mẹ con mỗi người một giường. Đó. Rồi cái bathroom này rất là sạch sẽ nha, những hotel mới cảo luôn, bathroom sạch sẽ. Rồi con đi ăn Applebee nha. Chỗ này nó tiện cái nó có Applebee cái chỗ hotel luôn. Tối nay hai mẹ con sẽ đến Applebee ăn tối tại Applebee, chứ ngoài ra không có nhà hàng nào khác nữa hết ở đây. Applebee
đẹp là cái show deep nha. Rồi chiều nay mẹ hai mẹ con ăn tối tại Monroe ở nhà hàng Applebee. Harley Class 2028. Congratulations, my girl. Đây nha, hôm nay hai mẹ con đi vô gặp cái ngày accepting day meeting ở trường Vcom. Ngồi ra đứng ngay cái dàn bông này mẹ chụp hình cho nó nha. Hồng đẹp quá. Đây hoa hồng nở đẹp dễ sợ luôn trước trường. Hey.
do his nails. What are you talking about? What's hair? What's hair suggestion? And she said, well, do you think that information you're studying right now is actually sitting in your brain? You're exhausted. Go do something else. Because I would go run. I'd run as fast as I could for as long as I could until I just couldn't run anymore. Then I would go back and sit down and study again. The affairs here at Pecan, Louisiana. I've been here from the beginning. I think I was like the 20th person hired. Did anybody do their group project with me? How we're here to support you. I'm going to show you a little bit of what we do here to Life and talk a little bit about that. But first, we're going to meet the team. You met Dr. Gnar earlier. Dr. Gnar is the Associate Dean for Student Affairs. He's our boss. That's our big boss, and that's our boss. You're going to meet the director for admissions. You should probably already know who that is. Sarah Etheridge. To work together. You're going to do some IBs. We actually had IBs yesterday on campus, downstairs. IBs are here for professional education. Sorry. When you talk about supporting your student, that means we've been doing it for 4 years for his wife. So he's probably very nice. Thank you.
I mean, we like him here. You know, obviously, Governor Bell is on the scene. Not Governor Bell. Governor Bell has a xuân á, nên hoa ở trường ở đẹp dễ sợ luôn, trường mới dễ sợ luôn. Rồi này là phi trường Monroe nha, phi trường nhỏ nhỏ xinh xinh QQ nhỏ lắm, nhỏ xíu mà cái gì nó cũng lẹ lắm, chỗ lên thầu ca chỗ. Ê, mày đứng đây cho. Để nó đi, nhỏ nhỏ đây nha. Easy lắm.
trường thêm 3 ngoài xa thật. Hôm 1 giờ sáng luôn á nhìn quá trời đúng luôn. Thank you cả nhà watching my video. Thank you. Please subscribe.